Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review Tiros bàn là cây TS862 giá bao nhiêu tiền. Mua ở đâu? Có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí. Thương hiệu Tiros xuất xứ Trung Quốc, chất liệu nhựa cao cấp công dụng dùng để là quần áo chăn ga, đối tượng sử dụng, tất cả mọi người, trẻ em cần được hướng dẫn hoặc có người lớn bên cạnh. Cách dùng, đầu tiên, đổ nước vào bình chứa nước của bàn là cây, châm nước tối thiểu 2 phần 3 dung tích bình. Cắm điện và chờ bàn là nóng lên trong khoảng 2, 3 phút, treo quần áo cần ủi vào móc và mắc lên giá treo đi kèm với bàn là cây. Kiểm tra độ phun hơi của bàn là trước khi dùng, nhấn nút trên tay cầm để phun hơi nước. Khi thấy hơi nước phun ra ổn định thì bắt đầu ủi đồ, hướng mặt đế của bàn là về phía quần áo và bắt đầu ủi theo chiều dọc từ trên xuống. Bạn không cần phải ép sát mặt đế vào vảy, hơi nước phun ra sẽ làm thẳng các nếp nhăn. Vừa kéo bàn ủi vừa nhấn nút phun hơi nước dung tích 15L, trọng lượng 6,8kg, bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi, quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất. Để lại thông tin liên hệ, chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm. Sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm lưu ý hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng để có thể mua được sản phẩm chính hãng tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.